khúc những xin giới thiệu khác một liên khúc trăng trong cái cuốn VIP Party của Thúy Nga. Thì cái liên khúc trăng đó đã nhận được rất là nhiều sự yêu mến của tất cả các khán thính giả, nhưng mà ở đây chỉ có những xin thôi, không có chị Trình Vi, không có chị Công Nguyên, cũng không có chị Ánh Minh, cho nên những xin chỉ được hát ca khúc đầu tiên của một liên khúc trăng, đó là khúc Nửa Vầng Trăng, và xin mời quý vị chúng ta sẵn lại. Oh,
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh